Ở này mình sẽ khui thử trái sầu riêng nha. Món thon. Món thon này thì tầm 70-80 ngàn ký nè. Đó, món thon nè. Món thon trái nó xấu xí vậy. Màu nó cũng hơi xanh mà vàng, vàng xanh trộn với nhau. Đây khui thử nha. Sầu riêng này là đa số là ăn ngon nhưng mà cái muối nó không có được vàng đậm như là cái thằng đi sáo. Không thấy cái hỏng Đây cái nè, cái miếng thân đây nè. Ôi giờ này nhỏ quá, nãy cái dao xanh không lấy. thì kiếm đâu coi có cái dao đó không mày? Cha dao này như Nhỏ quá. nhỏ quá. Cái nó bự quá, lấy cái dao nhỏ quá. Hơi chắc hơi bị khó. Đây là gì chứ? Sầu riêng này đặc biệt là cái chín mà nứt ra là ăn cũng được chứ, chứ phải như ghi sáo, chứ ghi sáo mà nứt ra là ăn nó bị nhẫn nhẫn. Rồi rồi, à, dao vàng. Ở chân từ từ. Khó khui à. Khó khui rồi, loại này nó hơi khó khui nha. Tôi thử học khác thôi, học đó tôi học bự, học đó nó bị nó lép vô khó khui lắm. Cố tình cho thuê cho đứa học rồi đi. Học bự thôi kìa. Ừ, học bự nè. Học bự dễ vui hơn. Được không? Đó, học bự dễ vui hơn thấy không? Rồi nhích lên miếng nữa. Được cua đại luôn. Sẵn cắt nó ra luôn chứ khó khu quá. Cho mình huống khuôn được là cắt mấy cái làng, cắt ra cắt đầu trên nha. Tại này mình gấp ăn mà để vài bữa tự nó bung quá không, mà sầu riêng này nó khó lắm, tại cái mình không sầu có riêng khó, này lần này tao mua mấy lần rồi mày mua mày để tự nó bung quá hả. Nhưng mà mày để thêm vài bữa nữa mới ăn được, bung ra chứ hả, chính là nó bung ra chứ hả, bung hơi bung nhẹ đứt là được khui rồi. Cái trái dưới mình mua dễ khui đúng không? ông không qua ông cũng khui cũng đâu khó đâu. Không, bữa hàng này tôi hỏi như bằng kia khui, bữa là tao bán nó khui cũng cần không. À, chưa chín mẹ ơi, chín là nó bung hết trơn à, người ta bán trên đây mà biết mà. Nó chín thì ăn được nhưng mà khui ra khó, mà để vài bữa nó tự nó bung. Ok.
đó, cái muối đó nó nhạt 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 rồi. Ăn đi khui tiếp. Chứ nó không có vàng. Nhạt 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 thì ăn ngon ngọt. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Để đi khui cho. Bị lép mới đó rồi. Vỏ còn dày quá trời. Vỏ nó dày quá trời dày. Cái này bị dày. Cái này hơi thất bại, nó hơi dày một tí. Ta gom muối trong rồi sao? Này nó bị muối ít quá. Muối ít quá quá trời. Anh đi. Đó, nghe 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 cái này s vì muối ít nhưng mà ngon. Vàng không có vàng đậm như hàng đi sáo, có không, có muối không? Đúng rồi, cục đó còn muối nữa. Đồ bị này nó hay, nó vừa cỡ nào ăn đúng không? Đâu, rồi cái hộp xíu nè. Nè. Đó, hộp nhỏ soi với không? Trời ơi, muối này ngon hết sức nè. Nè, trên trên trên. Đó, ngon hết chưa? Nhưng mà nó hơi ít muối thôi, cái trái này nó ngon nhưng mà nó hơi ít muối. Vỏ dày. Vỏ nó hơi dày quá. Ừ, thử cái muối. Thử cái này. Cơm này không bị nhão mà cũng bị sượng. Nói chung ngon. Ngọt. Béo. Cái này cũng muối nữa. Không, xin là cũng nhiều chứ. Cũng nhiều. Muối nhưng mà nó hơi dày. Hơi dày vỏ thôi nhưng mà ngon quá. Nè, cái khui ra thấy không? Ngon Phật. Thì thật. Hôm nay mấy muối nè, cũng nhiều quá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4. Có học không? Học lép nha. Lép thiệt không? Ừ, nó còn muối luôn à. Tại vì nó vỏ dày thôi chứ muối nó dày luôn. Cái muối này nó hơi chán, để ăn thử muối này ra. Ngọt ngọt, muối trắng hơi sượng miếng này. Ngửi lắm.